khách sạn để được thuê phòng giá siêu rẻ. Nhật Bản là đất nước nổi tiếng với mức phí sinh hoạt đắt đỏ, do vậy việc thuê được một phòng khách sạn với mức giá chỉ một đô la Mỹ một đêm được xem là mức giá siêu hời cho bất kỳ du khách nào đến Nhật Bản du lịch. Tuy nhiên, để có thể được ở khách sạn với mức phí rẻ như cho này, du khách cũng phải chấp nhận đánh đổi sự riêng tư của chính mình. Theo đó, nếu khách du lịch có dịp ghé thăm thành phố Fukuoka và muốn tiết kiệm kinh phí lưu trú, thì có thể tìm đến khách sạn có tên gọi Business Ryokan Asahi. Khách sạn này nằm ở trung tâm thành phố, chỉ mất 15 phút đi bộ để đến được các điểm mua sắm và giải trí, nhưng du khách sẽ chỉ mất 130 yên, tương đương 28.000 đồng mỗi đêm để có thể ở lại đây. Đổi lại, du khách sẽ phải chấp nhận để khách sạn đặt máy quay ở trong phòng và livestream toàn bộ quá trình sinh hoạt của khách rồi phát lên kênh YouTube của khách sạn. Điều này đồng nghĩa với việc du khách sẽ phải chấp nhận đánh đổi sự riêng tư của bản thân để được ở khách sạn với mức giá siêu rẻ. Một máy quay sẽ được đặt trong phòng để ghi lại toàn bộ sinh hoạt của du khách nhưng máy quay này sẽ không được tích hợp microphone để không ghi âm các âm thanh bên trong phòng điều này không nhằm mục đích bảo vệ sự riêng tư cho du khách mà đơn giản là để tránh trường hợp vi phạm bản quyền trên youtube khi mà nhiều du khách sẽ mở nhạc bên trong phòng khách sạn và âm thanh này nếu lọt vào video được phát trên youtube có thể bị kiện vì bản quyền chương trình giảm giá đặc biệt này dành cho mọi du khách vào mọi ngày không kể đó là người nổi tiếng hay người bình thường ngày nghỉ lễ hoặc các ngày trong tuần tuy nhiên mức giá phòng đặc biệt này chỉ được áp dụng cho một phòng